Tin giáo phận Xuân Lộc Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc khai giảng khóa đào tạo giáo viên mầm non Sáng thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019 Trong hội trường của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Trực thuộc tòa giáo mục đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo cử nhân mầm non Cho các tân sinh viên theo học niên khóa 2018-2022 Đây là khóa đầu tiên đào tạo ngành mầm non Văn bằng, bằng cử nhân hệ vừa làm vừa học có thể nói được rằng, đây là bước đầu thành công của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trong tiến trình liên kết đào tạo với trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo giáo viên mầm non bậc đại học cũng như hứa hẹn nhiều ngành sư phạm khác nữa cũng sẽ được tổ chức trong tương lai. Vì thế, khác với những chương trình khai giảng mà trường vẫn tổ chức, lễ khai giảng khóa đào tạo giáo viên sư phạm mầm non bậc đại học này có dấu ấn đặc biệt khác tham dự buổi khai giảng có sự hiện diện khá đầy đủ của hai trường liên kết. Phía trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Thạc sĩ Lê Hùng Cường, Phó trưởng phòng đào tạo, Tiến sĩ Dương Minh Thành, trưởng khoa giáo dục tiểu học, Thạc sĩ Đinh Tiến Toàn, chuyên viên khoa giáo dục tiểu học, Thạc sĩ Triệu Tấn Đạt, Phó trưởng khoa giáo dục mầm non và một vài vị đại diện ban ngành khác của trường đại học. Phía trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là sự hiện diện của cha Du Xe Nguyễn Văn Uy, hiệu trưởng trường cao đẳng, tiến sĩ phê rô Trịnh Thanh Toản, phó hiệu trưởng, quý thầy cô phòng đào tạo, các khoa cũng như quý cha quý dì quản sinh. Đặc biệt, trong lễ khai giảng này, ngoài quý nữ tu là các sinh viên sẽ theo học tham dự, còn có sự hiện diện của quý bề trên hoặc đại diện bề trên các hội dòng có các chị em trong dòng sẽ là sinh viên của khóa đào tạo giáo viên mầm non đầu tiên của trường. Điều này nói lên sự quan tâm và tính hiệp thông của các hội dòng với việc giáo dục đào tạo của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trong phần phát biểu, cha hiệu trưởng đã có lời cảm ơn với ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm cũng như quý giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong các ban của trường Đại học đã nhiệt tình hỗ trợ để việc liên kết đào tạo được thành công. Nhờ đó, trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau xây dựng và đào tạo được những giáo viên mầm non có tâm và có tầm. Đáp lời, thạc sĩ Lê Hùng Cường, phó trưởng phòng đào tạo của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bày tỏ niềm vui liên kết với trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trước khi kết thúc chương trình khai giảng, một tân sinh viên đã đại diện để nói lên cảm tưởng và lời cảm ơn đến quý cha, quý giáo sư Quý thầy cô trong các ban ngành của hai trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.